Singapore muốn tận dụng sân nhà để lấy vốn trước đội Việt Nam. Ngày 30 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm khách tại Singapore. Đó là trận then chốt của cả hai đội bóng chưa biết thua tại bảng B AFF Cup 2022. Cục diện ở bảng B không ngoài dự đoán, Myanmar và Lào chỉ đủ sức làm khó trong từng thời điểm ngắn và không phải là đối thủ tranh chấp vé bán kết. Còn lại Việt Nam, Malaysia và Singapore tranh nhau hai suất, trong đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt hơn một chân vào bán kết, trong khi Malaysia và Singapore sẽ sống mái với nhau ở lượt trận cuối. Sau trận Singapore Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trở về sân nhà tiếp Myanmar đã tắt hy vọng cạnh tranh, còn Singapore sang Kuala Lumpur làm khách trước Malaysia. Lịch sử những cuộc chạm trán giữa Malaysia và Singapore được dư luận hai nước này ví là đi Đông Nam Á, bất kể là giải giao hữu hay chính thống. Singapore thắng nhọc nhằn hai đối thủ Myanmar 3-2 trên sân nhà Jalan Besar và thắng Lào 2-0 tại Vientiane. Về chuyên môn, đại diện này không được đánh giá cao so với đội tuyển Việt Nam, luôn được giới chuyên môn dự đoán là ứng cử viên đăng ký và sẽ sớm đoạt vé vào bán kết. Dù là Singapore thắng khó Lào trong khi Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua đối thủ này bằng một ván tennis, nhưng không vì thế mà thầy trò ông Park sẽ dễ dàng trên sân Jalan Besar tại Singapore. Đây sẽ là một thách thức cho thầy trò ông Park vì Singapore có lối chơi bóng dài và rất mạnh trong không chiến. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội là trên sân Thống Nhất tại Cúp Hưng Thịnh hồi cuối tháng 9. Trận đấy Singapore vắng nhiều trụ cột như ông Su Yang gốc Hàn Quốc, anh em nhà Fendi, Harris Harun, Faris Ramli và chủ nhà dễ dàng đánh bại 4-0. Lần tới đấu ở giải chính thức lại đá trên sân nhà của Singapore sẽ khác. Huấn luyện viên Nishikea Takakuki người Nhật Bản đang dẫn dắt Singapore sẽ tận dụng yếu tố sân nhà để tìm điểm tuyệt đối trước Việt Nam, nhằm tìm hệ số an toàn trước khi phải sống mái với Malaysia trên sân Bukit Jalil lành ít dữ nhiều. Hai lượt đấu cuối với tuyển Việt Nam thì quan trọng nhất là trận gặp Singapore. Còn với đội bóng đạo quốc sư tử thì cả hai trận gặp Việt Nam và Malaysia đều là chung kết. Đặt ba đội tranh chấp hai vé bán kết lên bàn cân, với chuyên môn đánh giá số 1 là Việt Nam, sau đó đến Malaysia và cuối cùng là Singapore. Thế nên Singapore càng phải tận dụng trận cuối trên sân nhà của mình tại vòng bảng cùng mục tiêu có điểm trước Việt Nam. Vụ cháy nổ khiến ba người bị thương, nhiều nhà rung lắc, phát hiện xác giấy nghi pháo nổ. Lực lượng chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ cháy nổ lớn xảy ra vào tối ngày 27 tháng 12. Ngày 28 tháng 12, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ cháy nổ xảy ra tại phố Hoàng Công Chất, khiến ba người bị thương. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 12, tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 176 phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã xảy ra vụ cháy nổ lớn. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, vụ cháy phát hiện một số xác giấy nghi là pháo nổ. Thiệt hại ban đầu xác định không có người tử vong trong đám cháy nổ. Ba người bị thương đưa đi cấp cứu tại viện bỏng quốc gia gồm Thân Dân Tia, sinh năm 1986, Nguyễn Ngọc Tê, sinh năm 2000, Thân Dân L, sinh năm 2000, cùng quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cửa hàng sửa chữa xe máy bị cháy nổ khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe. Ba người bị thương hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân cho biết, trong khi sử dụng bếp gas để ăn lẩu, do bình gas lâu ngày không sử dụng dẫn đến bị nổ gây cháy. Theo nhiều người dân, vụ cháy nổ lớn gây rung lắc dữ dội nhiều nhà dân cạnh hiện trường, có nhà bị vỡ kính cửa. Hàng chục tiếng nổ từ hiện trường vụ cháy, những tiếng nổ này giống tiếng pháo, anh B, người dân sống gần hiện trường nói. Cục diện bảng B AFF Cup 2022, Việt Nam trọng cửa vào bán kết, giành chiến thắng đậm trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã trở lại ngôi đầu bảng B và có cơ hội lớn để giành tấm vé vào vòng bán kết AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để gieo sầu cho tuyển Malaysia bằng chiến thắng đậm 3-0 trong trận cầu tâm điểm bảng B AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là chiến thắng thứ 7 mà Việt Nam có được trước Malaysia trong 8 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội. Chiến thắng này đã đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B, đồng thời khiến cục diện bảng đấu khá căng thẳng trong phần còn lại. Sau lượt trận thứ 3 của bảng B, cả Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng có được 6 điểm, đều nắm quyền quyết định số phận của mình. Tuy nhiên, hai đội tuyển Việt Nam và Singapore đang có lợi thế hơn khi thi đấu ít hơn một trận so với đội tuyển Malaysia. Ở lượt trận thứ 4 diễn ra vào ngày 30 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp Singapore, trong khi Malaysia sẽ nghỉ thi đấu. Với tình hình hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần giành chiến thắng là sẽ sớm giành quyền đi tiếp, bởi lượt cuối Singapore và Malaysia sẽ đối đầu nhau. Trong trường hợp bất ngờ để thua, tuyển Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp khi chỉ phải tiếp Myanmar trên sân nhà, đồng thời Malaysia cũng cần phải thắng đậm Singapore. Cũng ở bảng đấu này, đội tuyển Myanmar gần như hết cơ hội sau 2 trận thua liên tiếp, trong khi Lào đã chính thức bị loại. Sáng nay, mưa tuyết rơi kéo dài hiếm có tại đỉnh Phan Xipang. Sáng sớm nay, 28 tháng 12, tuyết đã rơi trên đỉnh Phan Xipang và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, tạo nên cảnh tượng đẹp hiếm thấy. Trao đổi với Pháp Luật Online, ông Lưu Minh Hải, nguyên giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết sáng sớm nay, 28 tháng 12, tại đỉnh Phan Xipang, Lào Cai đã có tuyết rơi. Theo ông Hải, tuyết bắt đầu rơi ở Phan Xipang vào lúc 5 giờ 30 phút với cường độ trung bình và kéo dài. Đến thời điểm 7 giờ 30 phút, tôi nhận được thông tin là tuyết vẫn đang rơi. Đây là đợt mưa tuyết rơi kéo dài nhất từ trước đến giờ. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, ông Hải nói. Theo nguyên giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Phan Xipang là do gió trên cao thổi mưa tuyết từ Trung Quốc bay xuống Việt Nam.
khi đến Việt Nam, gặp địa hình dãy Hoàng Liên Sơn chặn lại nên mưa tuyết đã rơi xuống đỉnh Phan Xipang. Đến khoảng 9 giờ, một nhân viên của một khu du lịch tại Phan Xipang cho biết tuyết đã ngừng rơi. Tuy nhiên, khắp đỉnh Phan Xipang vẫn còn một lớp tuyết mỏng trên bề mặt, tạo nên một khung cảnh trắng xóa, đẹp như tranh vẽ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, bắt đầu từ vùng núi cao, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000m, từ chiều và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10 đến 13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 đến 9 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13 đến 16 độ. Từ nay đến ngày 29 tháng 12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 28 đến 30 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 28 đến 30 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ đạo đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ yêu cầu thực hiện các giải pháp để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thông báo, hướng dẫn nhân dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kính tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Các địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ấm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm. Hai trẻ nhỏ bị bố đẻ đâm chết trong đêm ở Điện Biên. Một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn Bản Kéo, xã Chiền Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khiến hai trẻ nhỏ tử vong. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lương Văn Thế, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiền Sơ, huyện Điện Biên Đông cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 23 giờ tại nhà anh Lương Văn Châu, sinh năm 1995 tại Bản Kéo. Vào thời điểm trên, Châu đã dùng hai dao nhọn của gia đình đâm vào phần bụng hai con ruột của mình là cháu Hát, sinh năm 2019 và cháu Hát, sinh năm 2021. Do vết thương quá nặng đã làm hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra án mạng trong nhà có hai vợ chồng, hai con nhỏ và một người cháu của Châu. Châu có ba con, hiện một cháu đang học tiểu học và ăn ở bán trú tại trường. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được chính quyền địa phương tìm hiểu là do Châu uất ức và có một số đơn kiện nói đối tượng mâu thuẫn ẩu đả bên ngoài. Đối tượng này không nghiện rượu và sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Một số người thân trong gia đình cho biết, thời gian gần đây, Châu có biểu hiện của bệnh tâm thần. Thời điểm xảy ra án mạng, hai vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. Gia đình Châu thuộc diện hộ nghèo của xã, Châu không có công ăn việc làm ổn định, làm nương và thỉnh thoảng đi làm thuê. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thông báo cho các lực lượng chức năng tạm giữ Châu để điều tra làm rõ nguyên nhân. Premier League, MU và Chelsea cùng giành chiến thắng. Manchester United đã dễ dàng đánh bại Nottingham Forest 3-0 trên sân nhà, trong khi Chelsea cũng hưởng trọn niềm vui trước Bournemouth để tặng quà ý nghĩa đến người hâm mộ. Manchester United và Chelsea đã có được món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ khi cùng có chiến thắng tại vòng 17 Premier League. Trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag dễ dàng vượt qua Nottingham Forest 3-0. Marcus Rashford tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo cho Anthony Martial lập công, trong khi bàn thắng còn lại thuộc về Fred. Chiến thắng thuyết phục này giúp cho Quỷ Đỏ có trong tay 29 điểm sau 15 trận đã đấu và tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 5 khi hơn đội xếp ngay sau là Liverpool đến 4 điểm. Cũng ở loạt trận sáng ngày 28 tháng 12, Chelsea cũng đã có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà Stamford Bridge sau khi đánh bại AC Bournemouth 2-0. Kai Havertz chính là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này khi để dấu dậy trong cả hai bàn thắng của The Blues. Havertz chính là người phá vỡ thế cân bằng với bàn thắng ở phút 16. Trước khi có đường kiến tạo thuận lợi để Mason Mount dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 24. Với kết quả này, đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter hiện cũng đã có được 24 điểm sau 15 trận đã đấu, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trước đó, những đội bóng được đánh giá cửa trên như Arsenal hay Liverpool đều đã có những trận thắng thuyết phục. Vô địch World Cup, Lionel Messi nhận quyết định đặc cách từ PSG. Huấn luyện viên Christophe Galtier vừa xác nhận rằng Lionel Messi sẽ trở lại PSG vào đầu tháng 1 sau kỳ nghỉ kéo dài. Như vậy, trong bối cảnh gần như cả đội hình đã hội tụ đông đủ, Messi vẫn sẽ được đặc cách vắng mặt trong trận gặp Strasbourg vào ngày mai. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Strasbourg diễn ra lúc 3 giờ ngày 29 tháng 12, huấn luyện viên Christophe Galtier nói: "Leo Messi đã trải qua một kỳ World Cup rất thành công. Giờ dự âm chiến thắng của anh ấy và lễ kỷ niệm ở Argentina, chúng tôi quyết định cho anh ấy nghỉ thêm. Messi sẽ hết kỳ nghỉ tại quê nhà vào ngày 1 tháng 1. Anh ấy sẽ tham gia cùng đội bóng vào ngày 2 hoặc 3 để tiếp tục chuẩn bị thi đấu cùng chúng tôi." Tiền đạo người Argentina đã được phép nghỉ ngơi lâu hơn đồng đội, cũng tham gia trận đấu cuối cùng tại World Cup 2022, nhưng Kylian Mbappe hồi quân từ lâu và lao đầu vào tập luyện, trong khi Achraf Hakimi, người kết thúc World Cup 2022 sớm hơn một ngày, cũng có mặt từ cách đây vài hôm. Động thái từ PSG cho thấy Messi vẫn luôn được ưu ái hơn cả. Nên nhớ năm ngoái, trong khi các đồng đội vẫn ra sân tại cúp quốc gia thì siêu sao Argentina được PSG cho phép về quê nhà ăn Giáng sinh và năm mới cùng gia đình.
Không nói ra nhưng chắc hẳn nhiều ngôi sao tại Stade de Princes sẽ ít nhiều tâm tư về những ưu ái mà Messi được nhận. Nhưng nếu như mùa giải trước, Messi phần nào chưa thể hiện phong độ xứng đáng với sự hậu đãi từ đội bóng chủ quản thì sang mùa này, anh đã khiến những chỉ trích im bặt với 12 bàn thắng và 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh đứng thứ nhì về tổng bàn thắng và đứng đầu đội bóng về kiến tạo. Rõ ràng, Messi đang cho thấy anh rất xứng đáng nhận được đối đãi riêng biệt tại PSG. Tổng thống Nga, Belarus gặp nhau, thống nhất về nhiều vấn đề. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko, hai lần trong 24 giờ qua để thống nhất về nhiều vấn đề. Hãng thông tấn Beta đưa tin, các cuộc gặp diễn ra ở St. Petersburg ngày 26 tháng 12, bên lề hội nghị thượng đỉnh không chính thức của cộng đồng các quốc gia độc lập SIS. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề. Đôi khi việc thảo luận từng ấy vấn đề giữa hai nước sẽ kéo dài nhiều năm. Nhưng tôi và ông đã làm được điều đó trong một buổi tối, Tổng thống Lukashenko nói. Nhiều vấn đề đã được thống nhất, giờ đây các chính phủ sẽ hiện thực hóa chúng. Sau cuộc gặp tối ngày 26 tháng 12, ông Putin đã mời ông Lukashenko dùng bữa sáng ngày 27 tháng 12 để thảo luận về mối quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng khác, Beta đưa tin. Mặc dù chúng tôi luôn giữ liên lạc thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số vấn đề xuất hiện. Vì vậy chúng tôi cần xử lý chúng và đưa ra các quyết định cần thiết để giải quyết chúng theo cách hiệu quả hơn, ông Putin nói. Tổng thống Lukashenko nhắc lại rằng năm 2023 là năm ngôn ngữ Nga, điều này rất có ý nghĩa. Ông cũng nói thêm rằng St. Petersburg đã mang lại cho ông một ấn tượng tuyệt vời. Mùa đông đã đến, nhưng thành phố rất sạch sẽ và bóng bẩy đến mức hoàn hảo. Tôi ngưỡng mộ những gì các bạn đã làm được ở St. Petersburg, ông Lukashenko nói.